lao động Việt Nam trong nước và trên quốc tế đã bao năm tha thiết mong đợi vì sự phồn vinh của đất nước. Thay mặt ban vận động, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu đã bớt chút thời gian vàng ngọc và các vị khách quý cùng các thành viên tham gia thành lập hiệp hội không quản đường xá xa xôi, khắc phục những khó khăn của đời thường về chung vui với chúng tôi. Trong niềm xúc động dạt dào, chúng ta nghiêng mình tỏ lòng biết ơn các thế hệ cha ông đã vô cùng sáng tạo trong lao động, trong chiến đấu xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những anh hùng liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp. Chúng ta biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tiêu biểu cho tinh hoa lao động sáng tạo Việt Nam đã dày công rèn luyện lên tất cả sự sáng tạo trong của chúng ta. Trong quá trình trên, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ mọi mặt từ Bộ Nội vụ, đặc biệt là vụ tổ chức phi chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ và tất cả các bộ ngành liên quan. Chúng tôi ghi nhận sự giúp đỡ quý báu đó, xin chân thành cảm ơn. Để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ đó, chúng tôi nguyện sẽ phấn đấu toàn diện để nâng tầm kỹ năng lao động sáng tạo Việt Nam lên đỉnh cao mới thời hội nhập quốc tế, giúp mọi hội viên cộng đồng có kỹ năng sáng tạo tốt, phát triển sản xuất phục vụ thực tiễn, phát triển đất nước bền vững cũng chính là chìa khóa cho người lao động sáng tạo đa ngành nghề có công phu thiết thực, tăng năng suất lao động, kinh tế phát triển, đất nước tiến lên vững vượt. Trong quá trình tổ chức đại hội, chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các quý vị lượng thứ. Một lần nữa, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý khách, các vị đại biểu, các bạn có mặt trong ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn, chúc đại hội thành công rực rỡ. Trân trọng cảm ơn ông Trần Xuân Tư, trưởng ban vận động, ủy viên đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch cũng trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu, khách quý đã chú ý lắng nghe. Thưa toàn thể các quý vị, để tiếp theo chương trình, đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Quốc Khánh thay mặt cho đoàn chủ tịch.